Cửa hàng Tuấn Hải xin gửi lời chào toàn thể mọi người nhé. Ngày nay hôm nay thì bên cửa hàng em xin giới thiệu các bác về một lô máy cưa xích hàng Nhật bãi này. Lô hôm nay ký hiệu là mã O, từ O1 cho đến O6 này. Các cái dòng máy cưa cắt tay cụt và tay dài đầy đủ như dòng máy Tanaka tay cụt này, máy Makita tay dài, máy cắt cực khỏe luôn các bác nhé. Makita này, Echo 332 này, Singu, cái máy này là Komatsu G320 này, máy đẹp long lanh luôn. Máy Echo GC35 này và một cây Shiniwa 353 siêu VIP các bác nhé, làm rất là dài, làm Latin, máy đỏ au luôn. Số điện thoại cửa hàng bên em là 0392 973 923. Các bác mua hàng bên em sẽ bao phí ship, bảo hành các bác là 6 tháng, tặng các bác đủ đồ như típ mở buji, rũa cưa, đồ vặn, và shipper giao hàng đến các bác được kiểm tra và thử máy thoải mái luôn. Đó, ok, xin giới thiệu chi tiết từng cây máy trong lô ngày hôm nay. Với chiếc máy đầu tiên là một cây Tanaka Powermate, máy này là PMS330A. Với công suất cây máy này là 33cc và nòng của máy này là 38 ly. Đó, máy này thì làm còn nguyên chữ cơ nhá, làm còn nguyên chữ Tanaka. Dòng này thì cắt qua gỗ chắc chỉ được vài lượt thôi. Đấy, chắc là họ cắt rất là giữ máy và máy móc bên trong đảm bảo các bác là nguyên mới, như mới luôn. Đấy. Cái phần lam rất là tính toán một cây máy này, dòng máy nào mà nó hay bị chày này, để cắt nhiều nó bị chày này, còn cái dòng này thì nó chỉ cắt qua một chút thôi. Đấy, nó hơi bị chày một chút cái chỗ lam thôi, còn đâu là nguyên bản luôn. Đấy, dòng này thì chắc là cắt được có vài lần. Đấy. Bô máy còn sáng trưng các bác nhá. Đấy, bô máy còn sáng trưng này, máy Tanaka Powermate này. Ở đồng 38 test nổ luôn này. Ôm một em để giá là 1.900.000 đồng. Đó. Triệu 900.000. Tiếp theo một chiếc máy O2 này. O2 ngày hôm nay là một cây Makita. Đấy, Makita 343, Makita là 335. Với công suất cây máy này là 35cc và nòng của máy này là 40 ly. Dòng của Đức sản xuất nha các bác, dòng của Đức sản xuất. Máy này thì làm còn nguyên chữ Makita này, còn chưa một chút chảy xước nào luôn. Đây là cái nhựa thôi. Đấy, dính vào. Em không rửa kỹ sợ bay mất cái sơn. Để các bác nhìn qua này. Đấy, phần sơn của nó vẫn còn nguyên xi này. Đấy, phần sơn nguyên xi. Đó, làm zin theo nguyên bản của máy nhá. Đây là nó dính cái sơn, cái nhựa, chắc là họ dán băng dính ấy. Nên là cái nhựa băng dính nó dính vào đây này. Đó, về phần bô của máy còn sáng trưng các bác nhá. Lốc liếc còn không bị cháy xước, lốc này là lốc nhôm. Đó, ok, O2 để giá 1.500.000. Với cân nặng của dòng máy này thì nó đến tầm hơn 3 cân thôi, tầm 3.5kg. Các bác nào cắt gia đình thì chạy dòng này thì cực kỳ mượt, làm rất là dài. Đó, và xích chung 91. Đấy, dòng xích rất là đa dạng, đông thông dụng. O2 giá là 1.500.000 các bác nhé. Mọi người lên để cái nhớt lam này nó chạy căng tim một tí cho nó bơm đủ vòng tua nhớt thì nó mới ra. Đấy, cái máy này thì em để em dọn máy xong em để qua một buổi thì là nó chưa kịp mà vòng tua chưa kịp vào nhớt. Các bác cho nổ căng tim tầm một tí thôi. Đấy là nó chạy ra nhớt luôn, nhớt ra đều luôn. Đấy, O2 giá 1.500.000 này. Tiếp theo này, một chiếc máy O3 này là một cây Echo 332.
Cái công suất của cây máy này là 33cc và nòng của máy này là 39 ly. Đó, 33cc. 33,4cc. Đó, cân nặng là 5kg và nòng 39 ly. Đó, máy này thì lam còn nguyên chữ này, lam còn chữ Kyorit nhá. Nguyên bản luôn, Echo. Đấy. Dòng hệ nòng nằm này thì hơi điện không bao giờ lo hỏng luôn. Chạy chân hai ốc lam và Make in Japan các bác ạ. Make in Japan. Cái máy này trời tối quay hơi khó một chút. Đấy, Make in Japan. Đó. Hệ nòng nằm cắt cực khỏe luôn. Những cái dòng máy này chắc cắt vào gỗ nó cực mượt nhá. Chạy rất là êm. Đấy, O3 để giá là 2.100.000 đồng thôi. Đấy, các bác nhìn qua những cái phần xích này. Xích này nó còn rất là đẹp này, như mới luôn này. Đấy, chấu xích cực kỳ dày luôn nhá. Các chấu xích rất là dày. Và nguyên bản cái mặt lam mặt chữ này, Kyorit nguyên chữ luôn. Đấy. Cái phần sơn này nó còn chưa cháy xước nhá. Đó. Các bác là mua cái máy này thì chẳng khác gì là được mua một chiếc máy mới về sử dụng rồi. Đấy. O3 này, 332 giá 2.100.000. Một chiếc máy O4 này là cây Komatsu G320. Đấy, cây máy với công suất là 32cc, nòng 39 ly. Đấy, một cái hệ dòng Komatsu là hệ siêu bền. Đấy, hệ nòng nằm của Komatsu thì các bác chạy cực kỳ khỏe nhá, cái dòng Komatsu này. Đấy, những thương hiệu bền và vòng tua lớn như là Shinewa, Echo và Komatsu là những cái dòng cơ bản và rất là thông dụng. Các bác nhìn qua những phần máy bô của máy này. Đấy, bô máy còn sáng rọi luôn nhá. Đó, hai chân ốc lam. Lam còn rất là đẹp, hôm nay em tuyển toàn lam đẹp cho các bác. Đấy. Xích chạy xích chung 91, các bác nhìn qua những chấu xích này. Đó, các chấu xích này rất còn đẹp, rất còn dày. Chấu xích này còn khoảng tầm 80%. Đấy. Ốc áng các bác nhìn qua nhá, ốc áng 7 màu, siêu VIP luôn. Bô máy đặc biệt, nếu như là cái bô nó sẽ nói lên tất cả. Nếu như cái dòng máy nào mà bô chạy nhiều nó sẽ đen muội đi, còn cái bô này là nguyên bản luôn. Đấy. Em chưa đánh trước nhiều nhá. Đây là nguyên bản của Nhật Bản về luôn. Đó. Đấy. Rất là đẹp. Đấy. Cái phần đế này thì không thể tránh được cháy xước thì nó đặt lên cái phần phần mặt đất mà. Nhưng mà cái đế này nó chỉ xước qua một chút thì các bác nhìn qua này, những phần đế này nó rất là ít luôn. Đấy. Nói chung là còn nguyên bản còn như mới. O4 này giá là 2 triệu cây máy này thôi. Nhìn qua những chi tiết này. Đấy, sườn máy các thứ này. Đó, như mới luôn. Đấy. Rất là VIP, nhớt nhớt da đều nhá. Ok, O4 giá 2 triệu này. Tiếp theo một cây máy O5 là cây Echo GC35. Cây máy này với công suất là 35cc và nòng của máy này là 40 ly. Hai chân ốc lam. Đấy, máy này thì lam dài 40 được. Lam dài 40 được cắt 35 và lam còn nguyên chữ green này. Đấy, xích chạy là xích chung 91 nha mọi người. Đấy, xích chung 91. Đấy, chụp giật trợ lực nhé, dòng này dây giật này, dây giật trắng tươi luôn. Đó, dây giật trắng tinh, 35cc. Đó, cân nặng dòng máy này thì nó tầm khoảng 4,2kg. Đó, em để giá là 2.4 triệu nhé.
Thắng xích thì còn hoạt động rất là tốt nhá. Em để giá máy ô-lăm này giá là 2,4 triệu. Nhựa làm ra đều. Đấy, thoải mái các bác chạy. Nhưng bác nào mà chuyên đi cắt xẻ cây đứng nhá thì chạy cây máy này. Đấy, cắt cây đứng này cần khỏe. Cắt cây đứng, cắt cây dừa, cây tre hoặc là đi cắt dòng cây gỗ mỡ này để cắt khai thác. Đấy. Còn những cái dòng này thì đi cắt xẻ này, đi xẻ gỗ này, những dòng hệ nòng nằm hay đi xẻ hơn. Đấy, còn những dòng này đi cắt cây đứng. Đó, những dòng xẻ thì những dòng máy hệ nòng nằm này cắt xẻ thì cực kỳ sướng. Như những cây 320 này thì các bác là chuyên xẻ và chuyên đi củi. Đấy, các bác nào mà có cái vườn cái đồi to ấy thì có thể đi cắt dòng này đi cắt nhá, rất là sướng luôn. Đó. Cuối cùng ngày hôm nay là một cái hệ để cắt khai thác. Đó, cắt khai thác là cây Sinewa 353. Cây máy này thì công suất là 40cc các bác nhá. Đấy, 35 không phải là 35cc đâu, cái dòng này là 40cc nòng 40 ly. Đấy. Lam của máy này lam dài là 50 và được cắt 45, dòng chạy lam Latin. Đấy, lam Latin các bác nhá. Máy này lam trượt. Đấy, lam thon gọn của dòng Sinewa. Các bác nhìn qua những cái phần máy này, vỏ áo này đẹp long lanh luôn. Đó, máy này thì về bên trong bít tông nhá. Chúng ta là tốt. Em kiểm tra bít tông bên trong còn sọc ngang, chế One Pro luôn, chế đẹp. Đó. Đây, dòng bên trong nhá, bên trong mở ra còn đẹp keng luôn, sạch sẽ bên trong luôn. Lúc em mang về nhá, nó không bẩn một chút nào luôn. Đấy. Ô 6 này giá là 3 triệu này. Đây, giật này. Tim để nó hơi cao một tí. Nhớt đan ra đều. Cái phần những cái chấu này này là cái mùn cưa mà hôm nay em đi cắt thử nhá. Dòng máy này đẹp quá em mang về đi cắt thử luôn. Nên lúc em quay video thì em chỉ xịt qua thôi. Đó. Bên trong có những chấu xích, chấu cưa, chấu cái mùn cưa mà hôm nay em cắt qua nhé, không phải là cái bẩn gì đâu các bác nhá. Đấy. Nhớt đan này các bác kiểm tra qua thì nhìn nó còn đều đẹp này. Đấy, đây là 6 cái máy cưa em vừa giới thiệu qua. Thì các bác có nhu cầu mua một chiếc máy cưa nào đó trong lô máy này thì vui lòng liên hệ với số điện thoại là 0392 973 923. Cái ô 6 này để giá là 3 triệu đồng các bác nhé. Các bác xem video thấy hay thì ủng hộ cho em xin nút like, nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.